38 độ C có phải là sốt hay không? Hoàng Sơn xin chào bà con. Cơ thể người chúng ta thì thân nhiệt thường là khoảng 37 độ C đối với từng thể trạng khác nhau và lứa tuổi khác nhau. Ví dụ thân nhiệt chúng ta có thể thấp hơn 37 là 36 độ rưỡi hoặc là cao hơn 37 là 37 độ rưỡi. Tuy nhiên nếu mà cái thân nhiệt chúng ta mà trên 38 độ thì thường 38 độ thì coi là sốt nhẹ ha. Nhưng mà đối với trẻ em 39 độ gọi là sốt cao và trên 40 độ là sốt rất là cao đối với người lớn. Thân nhiệt chúng ta mà tăng cao hoặc là tăng quá cao hay là tăng trong thời gian dài thì chúng ta nên đi đến bác sĩ để theo dõi sức khỏe nha. Nên vì vậy chúng ta có thể dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt chúng ta thường xuyên nếu mà chúng ta cảm thấy không khỏe. Tại vì nếu mà như ngoài trường hợp chúng ta bệnh do sốt thì sẽ có một cái số cái triệu chứng đi kèm như là nôn ói, còn nếu mà bình thường thân nhiệt chỉ tăng cao thì cũng chưa đến mức nghiêm trọng cả nhà ha. Nên là đối với trẻ em thì như trường hợp là thể thao nè hoặc nắng oi bức mất nước thì hoặc là nôn ói thì nó sẽ làm thân nhiệt chúng ta thay đổi. Thân nhiệt trên cơ thể của chúng ta thì mỗi nơi nó khác nhau. Ví dụ khi chúng ta đo nhiệt kế dưới lưỡi thì tầm khoảng nhiệt độ cao nhất tầm khoảng 37 độ đối với người bình thường, còn dưới hậu môn thì sẽ cao tầm 37 đến 37 độ rưỡi và chúng ta có thể kẹp nách. Nhưng mà nếu mà như kẹp nách thì có thể chúng ta nên cộng thêm nửa độ để chúng ta biết được chính xác cái thân nhiệt của mình nha. Ví dụ khi chúng ta đo dưới lưỡi là nhiệt độ là 37 độ nhưng mà kẹp nách thì là 36 rưỡi. Và sau này thì có một số nhiệt kế thì chúng ta sẽ đo ở trán, mặc dù chúng ta dùng nhiệt kế que đo ở trán không được, do cái nhiệt kế hồng ngoại khi mà soi trên trán và nó suy tính, nó sẽ bù nhiệt độ với nhiệt độ môi trường, nó sẽ ra một cái con số logit để đúng với cái kết quả thân nhiệt thực tế của mình. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Bà con mình có thể xem thêm các video khác trên kênh Sức khỏe 60 giây về cách lựa chọn và đo thân nhiệt cho đúng ha. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại.